chết đi. Lũ TV Man khố kiếp. Cuối cùng, bọn ta đã chiếm được thành phố của các ngươi rồi. Bọn ta đổ không ít máu đó. Mình sẽ bảo vệ tổ chức của mình để đưa quân tới đây đóng chiếm. Thành quái vật khố kiếp, anh sẽ báo thù cho gia đình của ta. Hả? Chết tiệt. Còn một TV Man, à không, một TV em bé còn sống à. Khố kiếp, vậy thì tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục gặp cha mẹ của mày. Hả? Không hay rồi, súng mình hết đạn rồi. Khốn kiếp, mau tránh xa tao ra, tránh xa cơ thể tao ra. Giết, ta phải bảo thù cho cha mẹ, gia đình, đồng loại của ta. Cha ơi, mẹ ơi. TV baby, con sống mà. Mau, trốn khỏi đây đi, rời khỏi đây ngay lập tức. Không, trời, con không bỏ cha đi đâu. Lũ xâm chiếm địa bàn cướp bóc đó, bọn chúng chỉ là những tên lính tiên phong thôi. Lực lượng của bọn chúng ở phía sau rất đông, sẽ tới đây ngay lập tức. Con không sợ, con sẽ liều mạng chiến đấu với bọn chúng. Không được đâu. Mau chạy đi, chạy về phía bãi rác của hành tinh chúng ta. Hãy ăn những chiếc tivi bị bỏ hoang. Nó sẽ giúp con thay đổi mạnh mẽ hơn. Đi. Con biết rồi. Con phải lớn hơn, con phải mạnh mẽ hơn, để giết chết lũ cướp bóc xâm chiếm lãnh thổ xấu xa đó, để bọn chúng không ức hiếp lời TV Man của chúng ta nữa. Đâu rồi, bãi rác ở hành tinh sao mình không thấy thế này? Đúng rồi, rác là phát ra mùi hôi. Để mình ngửi coi thử. Đằng kia có mùi hôi thối. Thấy rồi. Wow, nhiều rác quá. Kìa, những chiếc tivi bị bỏ hoang. Nhưng tại sao loài của mình ăn những chiếc tivi này thì có thể phát triển được sức mạnh? Không lẽ cha mình sắp chết, ông ấy bị nhầm lẫn hoa mắt hay sao? Không được, mình phải tin tưởng vào lời nói của cha mình. Mình phải thử tiến tới đó, ăn những chiếc tivi cũ này, coi có chuyện gì xảy ra. Những chiếc tivi này mình có thể ăn và nuốt vào bụng mình một cách dễ dàng. Ngon quá, no quá. Vậy mà trước đây mình không hề biết gì về thứ này. Cái gì đây? Thành công rồi. Thật không ngờ bí mật từ miệng của cha tôi nói là sự thật. Wow, tôi to lớn rồi, trông tôi thật là ngầu. Đằng này, xuất hiện rất nhiều dấu bước chân của cái thằng nhóc TV Baby đó. Mau, đuổi theo, bắt được nó, giết chết nó, trừ hậu họa sau này. Là lũ quái vật cao bồi đỏ quái gì? Chết tiệt, các người tới đúng lúc lắm. Ta chính là kẻ mà các người cần tìm và muốn giết chết đây. Mẹ kiếp, nhìn kìa anh em. Sao lại xuất hiện một tên TV Man to lớn khổng lồ nữa thế kia? Không hay rồi, mau bơi quay, thủ tiêu nó luôn đi. Lũ chết tiệt, các người âm mưu chiếm lấy thành phố, cướp thức ăn, giết chết đồng loại TV Man của ta. Hôm nay ta phải báo thù tất cả. Wow, sức mạnh của mình thật là đột biến quá đi, thật tuyệt vời. Ủa, tiếng của ai vậy? Sao chẳng thấy ai hết thế này? Đau à, lũ quái vật, bọn cảnh sát tên ra. Hình như tiếng đó phát ra từ cái cánh cổng ánh sáng kia. Nhưng cái cánh cổng này rốt cuộc dẫn đi tới đâu chứ? Lũ khổ kiếp, bỏ tay cái người ra, đừng xâm phạm cơ thể ta. Chết tiệt thật, không lẽ là những kẻ biến thái đang dê sờ một sinh vật cái nào đó? Khổ kiếp, vậy thì mình sẽ cấp tốc đi qua cánh cổng này cứu người trước đã. Cánh cổng này dẫn tới một thế giới khác à? Thật quái lạ quá đi. Chỉ sao đưa vũ mạnh, ngươi là chiến binh quân đội đa vũ trụ à? Lúc nãy ngươi mạnh mẽ định giết bọn ta lắm mà, sao bây giờ trông yếu đuối vậy? Vì để bọn ta thưởng thức cơ thể của ngươi, làm nhục ngươi, rồi sau đó giết chết ngươi. Cái gì?
thì ra là những sinh vật biến thái khốn kiếp giữa trò đồi bại với người khác. Này, lũ chết tiệt kia, ông dừng lại. Hả? Chết kia, sao lại xuất hiện thêm một tên Titan Skibidi Man thế này? Là một tên Titan TV à? Chết tiệt, ngồi xen vào chuyện bọn ta làm gì? Cha mẹ ta đã dạy ta tư nhớ, thấy chuyện bất bình phải ra tay ứng cứu. Huống chi là gặp những tên xấu xa như ngươi, ta phải ra tay giết sạch cái ngươi để hành tinh này trở nên xanh sạch đẹp hơn. Không, chết tiệt, em trai của ta, người to gan dám giết chết đó, ta sẽ phanh ra xẻ thịt ngươi. Tên Titan TV đáng ghét kia. Ta không biết đây là đâu, các ngươi là thứ quái vật gì, nhưng các ngươi làm điều xăm bẫy để ta nghe được, để ta nhìn thấy, thì ta sẽ thay mặt cho tất cả những sinh vật bị các ngươi hại trả lại cho các ngươi tất cả. Hai tên quái vật biến thái đó chết rồi. Cảm ơn, cảm ơn chiến sĩ đã ra tay giúp đỡ tôi. Không, không có gì đâu. Cô là một Titan TV vô mạnh à? Wow, trông cô đẹp quá. Cảm ơn anh đã khen. Tôi nhận nhiệm vụ tới hành tinh này để giúp đỡ những sinh vật vô tội bị những tên quái vật đó tấn công. Thật không ngờ hai tên quái vật đó dù dỗ tôi rơi vào bẫy của bọn chúng. Tôi bất lực, mém nữa thì bị bọn chúng làm nhục rồi ăn thịt. Cũng may là nhờ anh cứu giúp. Không, không có gì đâu, chỉ là vô tình tôi nghe thấy một âm thanh từ một cánh cổng ánh sáng. Tôi đi qua cánh cổng ánh sáng thì tới đây. Nhưng cô nói cô đến từ tổ chức quân đội đa vũ trụ là sao chứ? Thì ra cánh cổng không gian đó tôi cố gắng mở ra để trốn chạy nhưng không được. Nó lại giúp đỡ tôi đưa anh tới đây. Đúng vậy, tôi đến từ tổ chức đa vũ trụ và phục vụ cho tổ chức đó. Tổ chức đó là một tổ chức chính nghĩa, bảo vệ tất cả hành tinh trên đa vũ trụ này. À, tôi thấy anh rất mạnh. Nếu anh muốn, hãy cùng tôi gia nhập vào tổ chức đó nhé. Tôi có thể gia nhập à? Bây giờ tôi không nhà, không gia đình. Vậy được rồi, tôi sẽ cùng cô vào tổ chức đó để làm những việc tốt. Báo cáo thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ, ngài cho gọi tôi tới đây có chuyện gì không? Xin chào, Upright Titan TV Man V2. Kể từ ngày Chi Sâu Đờ Vũ Mạnh đưa cậu tới đây tham gia tổ chức của chúng ta cũng đã được 3 tháng rồi. Tôi thấy cậu rất cố gắng, rất nỗ lực, chiến đấu và không hề ngại va chạm. Tôi rất đánh giá cao cậu. Cảm ơn thủ lĩnh nhiều. Nhưng khoan, ngày rút cuộc gọi tôi tới đây chỉ để khen tôi thôi à? À, tôi gọi cậu tới đây ngoài việc khen cậu ra, còn có một nhiệm vụ hết sức đặc biệt và bí mật muốn cậu làm riêng cho tôi. Nhiệm vụ bí mật à? Xin ngài hãy nói cho tôi biết đó là gì. Ở hành tinh sống của tôi, vũ trụ số 3, có một kẻ đang giả danh tôi và giết chết chính đồng loại của tôi. Tôi mong cậu hãy tới đó xử lý hắn trong im lặng. Tôi không muốn các đồng đội khác, đặc biệt là Titan Eritus, biết tới chuyện này. Cậu đồng ý chứ? Hả? Có kẻ xấu xa bôi nhọ danh dự của ngài à? Được rồi, tôi đồng ý, tôi sẽ đi ngay. Khoan, tên xấu xa đó không biết hắn xuất hiện từ đâu, nhưng hắn rất mạnh. Rất nhiều đồng loại con cháu của tôi đã bị giết chết dưới tay của hắn, thì hắn không hề đơn giản. Tôi sẽ ban cho cậu một nguồn sức mạnh để cậu nâng cấp cơ thể mình thêm một bậc nữa, để thuận tiện trong nhiệm vụ bí mật lần này. Cảm ơn ngài. Thưa thủ lĩnh Ultra Titan Gold Clockman, Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đi đây. Cuối cùng cũng đã tới hành tinh vũ trụ số 3 của ngày ấy. Chết tiệt, sao nhiều Clockman chết thế này? Tình khốn kiếp, có phải là ngươi gây ra không? Ngươi là kẻ nào? Tới đây làm gì? Tại sao không phải là tình khốn kiếp đó chứ? Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là kẻ đang giả mạo Ultra Gold Titan Clockman làm loạn cả hành tinh này của ngày ấy. Ta nhận lệnh nhiệm vụ đặc biệt của ngày ấy tới đây để tiêu diệt ngươi. Cái gì? Tình hèn nhát đó không dám gặp mặt ta, lại sai kẻ khác tới đây nộp mạng à? Cầm mồm ngay, thứ chết tiệt kia. Nhìn ngươi, ngươi không ra người, ma không ra ma, trông thật gớm ghiếc. Còn to gan giả danh Ultra Gold Titan Clockman quậy phá hành tinh này, ngươi to gan thật.
dám bôi nhọ danh dự của ngài ấy. Mày biết ngài ấy là ai không? Ngài ấy là thủ lĩnh quân đội đa vũ trụ, người đang dẫn dắt bọn ta bảo vệ tất cả hành tinh này. Người mới là kẻ cầm mồm đó. Ta không quan tâm hắn làm cái gì, không quan tâm hắn tốt với ai. Nhưng đối với ta, hắn là một kẻ độc ác, tàn nhẫn. Hắn đã giết chết mẹ của ta, chính là vợ của hắn. Hắn còn muốn giết chết ta nữa. Ta chính là con của hắn mà hắn cũng không tha. Vậy hỏi ngươi, hắn có độc ác đến chết hay không? Không thể nào, không thể nào. Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Ta nói là sự thật. Trước khi trở thành thủ lĩnh của các ngươi, hắn là một tay thành thượng cổ. Hắn đã kết hôn với một quái vật và đẻ ra ta. Thân hình ta xấu xí gớm ghiếc. Thế là hắn muốn quên chuyện này, ta đã giết chết mẹ ta, còn định thủ tiêu luôn ta. May mắn ta bỏ chạy trốn được. Bây giờ ta tìm được tung tích, tìm được gia đình mới của hắn là ở hành tinh này. Ta tàn sát hết tất cả, lại để báo thù hắn. Cầm mồm lại đi, ta không tin những gì ngươi nói đâu. Trời, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ thấy được bộ mặt thật của hắn. Không thể nào, không thể nào. Ta tin tưởng tuyệt đối vào ngày ấy.